Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thấy Động. Vâng, thưa các bạn, một tin rất là vui dành cho các fan của Apple, đó chính là iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ đang cực kỳ hot trong mấy ngày gần đây, đã cho phép chính thức đặt hàng tại Thấy Động trong ngày hôm nay rồi. Dự kiến iPhone 7 màu đỏ sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ là 128GB và 256GB, ứng với mức giá lần lượt là 21.690.000 đồng và 24.590.000 đồng. iPhone 7 Plus cũng sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ tương tự với giá là 25.190.000 đồng và 27.990.000 đồng. Sau nhiều thông tin bị rò rỉ, thì mới đây ngày 23 tháng 3, tức là hôm nay, Oppo đã ra mắt chiếc điện thoại Oppo F3 Plus của mình với camera selfie vô cùng ấn tượng. Oppo F3 Plus được hãng chú trọng vào khả năng chụp ảnh với trang bị camera selfie kép độ phân giải 16 và 8 megapixel cho khả năng chụp ảnh góc rộng 120 độ. Còn camera mặt sau sử dụng cảm biến Sony IMX398 16 megapixel, khả năng tự động lấy nét dual pixel cùng đèn flashless kép hai tông màu. Máy sở hữu chip Snapdragon 653, màn hình 6 inch Full HD, dung lượng RAM 4GB kèm bộ nhớ trong 64GB, hỗ trợ mở rộng ra thẻ nhớ ngoài và khởi chạy hệ điều hành Android 6.0. Oppo F3 Plus sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày hôm nay, 23 tháng 3 và Thế Giới Di Động sẽ phối hợp cùng Oppo tổ chức sự kiện Tech Offline trải nghiệm F3 Plus vào ngày 26 tháng 3 sắp tới. Đối với nhà sản xuất Samsung thì không chỉ những chiếc smartphone cao cấp như Galaxy S và Galaxy A được quan tâm, mà ngay cả những sản phẩm tầm trung như là dòng Galaxy J cũng rất là được mong đợi. Mới đây, trên trang điểm chuẩn Geekbench thì những thông số chi tiết của sản phẩm Galaxy J năm 2017 đã bất ngờ được xuất hiện. Hôm nay, Galaxy J năm 2017 tiếp tục xuất hiện trên phần mềm điểm chuẩn Geekbench, nhờ thế mà nhiều chi tiết cấu hình của máy cũng được hé lộ. Trên Geekbench, Galaxy J năm 2017 xuất hiện với tên mã SM J530FM. Nó có điểm hiệu năng đơn lõi là 702 điểm, đa lõi là 3.437 điểm. Các chi tiết cấu hình khác cũng được hé lộ như là chạy trên nền tảng Android 7.0, vi xử lý 8 nhân tốc độ 1.59GHz cùng bộ nhớ RAM 2GB. Hiện các thông số khác cũng như ngày ra mắt vẫn chưa rõ ràng, chúng ta hãy cùng nhau chờ thêm nhé. Vâng, thưa các bạn, sau chiếc Xperia XA1 gây xôn xao dư luận trong 2 ngày nay thì tiếp theo là người anh em Xperia XZS đầu tiên ở Việt Nam cũng làm dậy sóng cộng đồng mạng. Và bây giờ thì Liên xin mời các bạn nhìn qua những hình ảnh trên tay nhanh sản phẩm nâng cấp của Xperia XZ, xem thiết bị này có điểm gì nâng cấp nhé. Về thiết kế, Xperia XZS y hệt 96.96% người tiền nhiệm Xperia XZ của mình. Mọi thứ đều giống nhau y hệt, ngoại trừ việc camera được lồi hơn một chút nhằm nâng cấp thêm tính năng quay phim siêu chậm. Điểm qua chút thông số thì Xperia XZS sở hữu màn hình 5.2 inch Full HD, tấm nền IPS cùng công nghệ Triluminous cho khả năng hiển thị tương tự XZ. Xperia XZS sử dụng cảm biến 19MP HMOR RS cùng công nghệ Motion Eye mới. Đây cũng là cảm biến đầu tiên trên thế giới tích hợp sẵn bộ nhớ trong. Nhờ công nghệ này mà camera sau của XZS có khả năng quay slow motion với tốc độ là 960fps. Xperia XZS sẽ chạy trên nền tảng Android 7.0 cùng viên pin 2900mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh XCharge. Và đó, tất cả thông tin của Hi News ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Động thông qua cái logo bên dưới này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.